chị các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái buổi off. Những anh em ở ngoài Hà Nội thì ở đây mình off nhỏ thôi, chủ yếu là giao lưu là chính. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với anh em là cái cách kích đèn, chụp đèn vô hạn vô đốc. Thì ở đây mình có hai cái đèn. Một cái đèn của Nikon này. Một cái đèn của vô đốc. Ở đây. Bây giờ mình mượn cái máy của năm qua đi. Đây, năm bác 4 đây anh này. Cái năm đây được ta. Chưa anh bác 4. Rồi. Thì mình mua cái cục sticker này là cho xài cho Canon. Thì ở đây. Thì theo như các anh em mà xài cái đèn mà gắn vô máy này thì mình gắn cái đèn của đốc trước ha. Ở bên giường. Đó rồi, ok. Bây giờ ở đây á, mình xài một đèn này, mình gắn vào máy thì mình chụp nó sẽ cho mình bị hạn chế. Thì mình có cục này, cục trigger này. Mình sẽ chia sẻ với anh em là đánh cục trigger để đánh cái đèn R ra. Bây giờ mình chụp thử cái đèn mà dính vô máy ha. Đó, chớp như vậy. Thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn là xài cục này để cho cái đèn R ra. Tại vì cái nhu nhu của mình khi mà xài vào đây nó bị hạn chế các bạn này. Ví dụ hiện tại mình đứng đây, mình chụp cái người trước diện mình, đối diện mình là cách nhau khoảng 1.5 m. Nhưng mà khi mình đứng xa ra thì mình phải chỉnh tốc độ follow lại. Tại vì khi xa ra ảnh hay bị tối nè. Bây giờ ở đây có 2 tấm ảnh rồi, có cần quay mã số không? Có cần quay đi ha. 2 tấm ảnh này, một tấm mà mình đứng xa ra hay xài tối. Còn bây giờ mình xài cục này ha. Tắt cái này đi. Xài cái này. Khi mình xài cái đèn rồi thì lợi thế cái là mình phải vứt mã về cái tốc độ follow của mình. Tại vì khi mình chụp ở đây cũng điều rồi. Rồi. Cái đèn này thì các bạn đã biết là xài pin này rồi. Và cái cục này cũng xài pin này luôn. Đang nằm đây này. Hai cục pin. Phải xài rất là lâu. Rồi, cả tháng không hết đâu. Rồi, cái phần này anh nghĩ là cũng quay gần qua cho thấy này. Bây giờ ở trên này anh có cái công tắc, cái nút này nè, bật lên. Thì khi bật lên là bên này nó hiện lên nè, các bạn thấy rõ. Ok. Rồi các bạn để ý ha, bây giờ cái đèn này hiện tại mình có hai cây, một cây này là vô đốc và cây kia. Đó, vô đốc luôn. Cái này là AD600 nhé. Cây kia. Mã cho người ta luôn anh. Thì mình có hai cái đèn này, mình muốn đánh hai cái đèn này luôn để kết hợp hai cây luôn. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ set cái kênh của nó là ở đây. Quay qua đây này. Các bạn nhìn thấy rõ cái phần ở đây có chữ CH. Ừ, rồi, ok rồi. Là đọc là cái kênh á, channel đó. Vâng, channel. Ờ, CH5. Thì trên cái máy của mình á cũng là đặt CH5. CH5. Thì cái đèn của mình này. Từ từ anh. Ok, channel 5. Tức là cái kênh thì giống nhau. Channel 5 này giống nhau luôn. Còn cái group thì khác nhau. Cái group này đây. Lúc này. Cái đèn này hiện tại là group C. Group C đây này. Cái đèn này group C. Bóng anh nghiêng xoay bạn này xíu nào. Bóng rồi, ok. Thấy không? Rồi, đủ rồi. Cái đèn này group C. Còn cái kênh nó là kênh channel 5 thì cái đèn bên kia là cũng là kênh channel 5 luôn, giống nhau luôn. Cái kênh là giống nhau nhưng mà cái rút thì khác nhau. Để cho mình điều khiển, ví dụ như cái đèn này mình muốn đánh nó là 1/2. Còn cái đèn kia mình đánh 1/8 thì hắn nhá ra đúng cho mình luôn. Còn nếu mà hai kênh đều giống nhau thì hắn đánh giống nhau mình không chỉnh được. Ví dụ như bây giờ nếu mà để cái này là group A đi. Cái cũng là group A luôn thì lúc đó mình điều khiển cái đèn này nhảy lên 1/1 thì cái đèn kia nhảy theo 1/1 luôn, nhảy theo luôn. Còn cái đèn group B thì cái đèn kia hắn nhảy 1/8. Đèn 1/1, tức là mình có thể điều khiển hai cái đèn này đánh khác nhau, đánh cái lượng đèn phun ra khác nhau. Còn nếu khi mà mình chỉnh trên này, khi mà mình chỉnh trên này với cái độ phun á, ví dụ 1/1 thì hai cái đèn nhảy cùng với nhau luôn rồi. Cho nên mình phải để hai cái đèn này group khác nhau, channel thì giống nhau, cho phép giống nhau để cho hắn hiểu được là một channel là cái cục này đây, tức là hai cái đèn này cùng ăn cái kênh này. Nhưng mà cái lượng đèn phun ra là hắn gọi là rút. Thì một cái đèn nó kia một lúc. Thì ví dụ mình có 3 đèn đi.
Dạ, như bây giờ ví dụ có ba đèn ha, hai đèn này và đèn kia. Thì đèn này là đèn rút A, đèn này rút B và đèn kia rút C. Thì đèn này rút A này mới cho là 1/1, đèn rút B là 1/2 và đèn kia 1/8 chẳng hạn đi. Thì đánh ba cái đèn đều ý muốn mình muốn nó điều khiển được ba cái luôn. Còn nếu như mà để một cùng một cái group á thì thằng chỉnh nó thằng nhảy chung với một nhau. Đã hiểu được không? Rồi bây giờ mình thử ha. Thử kích hoạt nó này. Ở đây là thằng kênh C. Group C. Rồi hiện tại á trên cái hai cái này là group C này. Cục này có cái hai cái á, khi mình muốn hiện tại là group C hắn báo là cho mình là 1/2. Bây giờ mình muốn chỉnh cái đây cái đèn này lên mạnh lên 1/1 thì mình bấm vào nút giữa đây này. Bấm nút giữa này. Đó hắn nhá này. Hắn nhá. Rồi chưa cái nữa là nhá lúc đó mình xoay này. Nó nhảy ra này thấy chưa? Rồi khi mình bấm xong rồi mình bấm ok hắn cái, hắn đứng lại thì trên cái đèn hắn nhảy theo luôn. 1/4. Từ hiện tại trên cái đèn này, trên cái đèn này hắn chưa nhảy. Anh kết hoạt rồi. Ok. Hắn bắt mình á, cái lúc mà mình chỉnh này, hắn bị lỗi này chỉnh luôn, mình biết luôn. Khi mình bấm ra này, tại cái đèn này chưa kích hoạt nó, thì lúc mình sang lúc này nè, thì trên đèn nó chưa nhảy, bây giờ nó nhảy ra này, đèn nhảy này. Bây giờ bấm 1/16 nha. Thấy giờ cái đèn nhảy số 16 chưa? Thấy không? Thấy nhảy không? Tức là mình không cần tới cái đèn, mà để đèn đằng sau đó, mình đứng lên mình chỉnh thôi, mình chỉnh bằng cái này nó nhảy theo. Nghe thấy không? Nói đứng thẳng thì không cần được rồi, như vậy thì người ta hiểu. Bây giờ mình ví dụ mình để 1/1 đi ha. Đưa lên 1/1. Ok, cái đèn nhảy theo 1/1 này. Mực sáng này, xoay xịt đổ, khoai bên okay. Cửa sổ này. Ok chưa? Okay, yeah. Thì bây giờ á, hắn có cái hay chỉnh cái này nè, cái cục này nè, cái chỉnh này. Thí dụ trường hợp là cái đèn này là đèn C đúng không? Nút C. Thì cái nút C này không nằm trên này nè, ví dụ không nằm này đi. À, thí dụ hắn nằm vậy này, khi mà hắn nằm như vậy là hắn cho mình chỉnh đâu, khi nút xe này hắn nằm trên ở trên này hoặc là nằm dưới này hắn cho mình chỉnh, tức là mình muốn chỉnh thì hãy đưa cái đèn này, đưa cái đèn này nút bên xe nút xe đưa về giữa, sau đó mình bấm nút này hắn nhảy, tức là muốn chỉnh thông số đó vậy bấm đưa về nút giữa, rồi ví dụ cái đèn A đúng không thì mình chỉnh qua nút A nằm giữa này, nút xe nút A lên giữa đây, tức là mình chỉnh kinh xe xong rồi, là cái đèn này xong rồi phần một rồi, bây giờ mình muốn chỉnh qua cái đèn kia thì mình chỉnh cái đèn A gì mình đưa lên, mình đưa lên, mình đưa lên để mình chỉnh. Rồi bây giờ mình chụp thử nha, tắt thử nha. Không còn chuyện sau là nếu mà chụp đèn phải chuyện sau, ví dụ bây giờ mình nói ví dụ ha, hiện tại anh đứng ở đây thì cái đèn nó đang ở đây ánh sáng rồi, thì đa số anh em sẽ gặp trường hợp là bắt ra sau bóng tối. Rồi đặt trường hợp bắt ra sau bóng tối ở đây ánh sáng, khi chụp ở đây đủ sáng thì bắt ra ở sau nó càng tối nữa, thì cái bài mà chuyên sâu là hắn làm cho bắt đầu ở sau sáng lên và ở đây sáng lên luôn, với trường hợp được kiểu tối ở sau đó rất là tối, khó chơi nhất hắn vẫn lên được. Nhưng mà bữa nay mình sẽ chia sẻ cách dùng đèn thôi, cái phần đó để phần sau, tại vì hắn dài đó, cũng là một cái đèn này thôi, nhưng mà hắn gọi là chuyên sâu của đèn luôn, là hắn đánh được, hắn phá được bối cảnh. Ví dụ như anh đứng đây mà sau hắn tối rõ ràng mình chụp qua ánh sáng thì đó sau khi hắn tối rồi nhưng mà cái chuyên sâu của đèn này đánh vô là ánh sáng lên mà sau khi ánh sáng nó mới hay đó. Đó là cái chuyên sâu. Thì bây giờ cái bài đó nó làm sẽ dài lắm và em bị trễ giờ rồi. Cho nên mình tác thủ là mình làm cái bài cho anh em hiểu ở đây đánh cái sử dụng đèn trước, sau đó anh đèn cho sáng rồi. Bây giờ mình thử nha. Bắt đầu mình để em cầm thử cho anh ha. Cầm chân không anh? Em cầm thử cho anh đi. Rồi. Rồi anh cứ cầm thôi. Anh đánh chứ là cho anh em coi hắn nhá được rồi. Nhá thôi. Rồi khi mà anh em chỉnh rồi anh gắn cái này vô máy này ha. Thì cái cọc này hiện tại mình được biết á, là anh báo cho dòng Nikon và dòng Canon và dòng Sony. Còn như anh này xài chính tắt thì anh chưa biết luôn á. Anh lắp vô đánh được mà. Rồi. Anh đang kêu là không chuẩn. Anh là thử coi biết luôn. Không biết. Có thể chỉ đánh được con em. Rồi. Mua cái đèn mười mấy triệu rồi. Bây giờ khi mà mình gắn vô xài đời ha. Quá anh. Mình xài đời đời không lời thấy một cái. Ví dụ như hiện tại bây giờ trên máy của tôi, của anh là anh xài là F để đại 6.3 đi, tốc độ 80, ISO là 1000. Bây giờ ví dụ anh đứng ngay chụp nha. Lúc từ, anh rất là sáng, hiện tại mình đứng ngay rất là sáng để chỉnh lại đi, anh rất là cháy. Anh chỉnh cái đèn lại. Anh bằng nắng nhảy xuống đó. Thế gì ạ? Thế gì ạ? Cái này đánh. Ok. Tôi ngu lắm, anh đánh. Cho đèn kia hả?
Cho đèn kia đi, tắt đèn kia cho anh đi. Anh tắt cái chân hồ trên đấy đi ạ. À. Tắt cái chân hồ đó hả? Không cần sửa nó, không hiểu chứ. Thôi được rồi, để anh. Rồi, ok mà anh nha. Được rồi ạ. Đó các bạn xem nào, bây giờ mình chụp ở đây là mình để cái đèn nó là 1/16 và cái F6 ISO 1000. Tại vì mình chụp test cái đèn thôi. Rồi ok, ví dụ ở đây mình có ánh sáng đẹp rồi. Bây giờ mình muốn lùi lại mình chụp nha, mình muốn lùi lại ha. Nó thắng lợi thế một cái khi mình lùi lại á nó cũng giống nhau à, tại cái đèn này không di chuyển. Còn khi cái đèn này gắn vô máy á, khi anh lùi lại thì cái đèn đi lùi theo luôn. Nó lùi theo thì nó cạnh bị tối rồi. Thì lúc đó mình phải bắt buộc mình phải mở khẩu hoặc là mình phải giảm tốc độ rồi. Nhưng mà với điều kiện ví dụ bây giờ anh nói anh muốn cái khẩu á là anh mở ra. Anh mở ra để anh chụp cho cái độ sao bắt đầu anh mở đi. Đúng không? Mà bây giờ khi anh khẩu đó rồi anh đi lùi lại thì anh tối. Nó có bây giờ được ổng kính anh không mở khẩu được nó lên sao? Mà tăng ISO. Thì tăng ISO nó bị não hình rồi. Còn nếu mà cục lời thì dễ nè, bây giờ anh để, ví dụ anh để đây là anh để khoảng 3.2 thì chụp luôn ha, 3.2 đưa ISO rồi. Rồi thắng lợi thêm một cái, anh chụp 3.2, chụp vào đây. Rồi ok, bây giờ anh chụp vào đây là 3.2. Thì anh muốn, mục đích của anh mở ra là cho bắt đầu không mở đi. Thì bây giờ anh chụp thắng đẹp rồi. Mà nếu như anh gắn cái đèn vô đây này, anh đi lui lại xa hơn thì đó là anh sẽ bị tối lắm. Thì lúc đó mình mở khẩu mò rồi, giờ không tính mở được thì sao, thì hết mở rồi, cho nên anh bị hạn chế cho mình, hạn chế cho mình đó. Còn cái buộc là mình phải tăng ISO thôi, ví dụ anh đi xa lên tối tăng ISO là anh phải tăng đèn nữa, thì vẫn làm cho mình mất thời gian mình phải tăng đèn. Còn bây giờ mình chụp rồi mình khỏe, cứ đứng ở đâu anh đứng đâu cũng vậy à, đứng ở đâu anh đứng đây cũng ánh sáng giống nhau hết á, mọi thứ giống nhau hết, đứng sạch thì xa cũng vậy à. Tại sao cái đèn nó không di chuyển, nó không lợi thế cho mình được cái đó. Rồi rất là nghệ thuật luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt cái đèn này và hai cái đèn. Bây giờ mình mở âm qua mic luôn đi, anh chụp luôn. Và tiếp tục bây giờ mình sẽ dùng hai cái đèn này hiện tại mình đang có. Nào mình kích hoạt hai cái đèn luôn. Một cái. Thì với cái đèn cũ là mình để nó là đèn lớn á là 1/16 và đèn nhỏ cái anh nó cầm đó, bạn nó cầm là 1/1 luôn. Mình sẽ đánh cái tốc, thì bây giờ mình có hai đèn, nó kích hoạt hai cái cho mình luôn ha. Bây giờ mình sẽ chụp một tấm cho con anh coi. Anh đứng nói chuyện không? Ở đây á, mình chia sẻ anh em để kích hoạt hai cái đèn này thắng tốt hơn nè. Thì khi mình có hai cây thì anh được lợi thế là anh sáng tối. Em xích to cho anh xuống này. Rồi em đưa trên cao trên xuống, cao chỉ xuống đúng rồi. Em xích to anh xuống đây đi. Ok. Rồi anh em coi này, rất là đẹp. Anh có ve, anh có ánh sáng sáng tối luôn. Cho em vừa điều file của nó đây anh coi. Thông tin đi, mã số luôn cái hình đây. Đây cái mã số này, thông tin bây giờ anh em coi cái hình này hay mình chụp ha, là cái mã số nó không có, mã số đâu? Dạ. Đây hả? Vâng ạ. 0060 hả? Vâng, 0060. Đây, 0060. Thì anh em thấy là kích hoạt đèn. Thì cái đèn anh kia đánh vào tóc và đèn ở trước ha. Tóc này đeo chung lên để coi rất rõ ha. Tóc lên bên này nha, tóc lên bên mặt ra sáng, bên này sáng, bên này tối, ra sáng tối nữa rồi nè. Thì với thể loại anh này là cái gì đó là tốt rồi. Bây giờ chụp thêm bài tấm lên thử coi ha. Khẩu thì có 3.2. Tại vì cái đèn này nó cho mình chụp tốc độ cao, tốc độ anh để 1.2 á, bất ngờ lắm. Mọi đèn bây giờ em coi đứng bên này, anh sáng bên này 200 mình cho anh chỉnh thôi, tí em bảo cho mình chỉnh. Rồi đèn của anh cũng đánh nó được rồi. Bây giờ này cái đèn ở bên này rồi, thì khi mà mình có hai cái đèn thì mình muốn ánh sáng coi cho mình thích thôi. Còn ở đây sẽ em cầm cái máy đây em chỉnh nha. Cầm cái máy đây em chỉnh nha. Chỉnh cái máy. Em với mặt với anh xuống đây là nắng đúng rồi, mặt là nắng á, cái ảnh này không ta ảnh này ảnh như người chụp mà tóc á, không lạnh tại vì ánh sáng rất là đẹp rồi. Em coi xuống nha. Anh sẽ anh chưa? Để cái đèn cái em không? Không cần bấm cửa khẩu đâu. Không cần bấm, anh đứng bình thường thôi. Tại vì anh có thể giảm đèn được. Ví dụ bây giờ cái đèn sau sáng nha. Anh giảm xuống lại, bây giờ anh giảm xuống này. Tại vì anh giảm xuống 1/2 ha. Rồi, anh giảm được mà. Anh thấy hình nào thế đó. Không cần bấm cửa khẩu. Từ ha, để anh xuống nha. Sắp lại chuyện cho đẹp luôn. Sắp có chuyện được.
Sultan, bên tan đi, tới Sultan. Rồi, ok. Diễn đi ha, đẹp luôn. Ok. Đây là hai tấm hình, coi tấm hình này. Đây, hai cái hướng đèn khác nhau. Nó đều đẹp hết. Từ lúc anh đứng đó mà anh không dính, không dính em vô mà. Đây. Thì đó là cái này. Đây là mình chia sẻ cho tất cả anh em mình ở đây là cái cách thức dùng đèn và đèn kích hoạt thôi. Còn nếu anh em sáng tạo rồi á thì cái bài đó mình sẽ chia sẻ sau, không đi sâu vào nữa.